Cả nhà ơi, góc bóc phốt trong Tây, mình ngồi coi phim hơn 1 tiếng đồng hồ, ngạn nói chuyện. Xong mình thắc mắc là Luca đang ở đâu, té là Luca đang ngủ trong xe mà ông ra để ông ngồi tám chuyện với bà hàng xóm này cả nhà. Ôi. Hơn 1 tiếng đồng hồ luôn, mình coi phim mà mình nhột trong người. Mình tưởng Luca chạy vòng vòng ở xung quanh đây, không nghe tiếng Luca. Mà ông đứng ngay đây trời lạnh, mình ra đây mình còn thấy lạnh teo vậy mà ông đứng nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ, mặc cho con ngủ trong auto đấy cả nhà ơi. Đi nói chuyện với hàng xóm, một bà hàng xóm ở dưới phòng mình và một bà hàng xóm bên kia. Mình ngại quay, cái chung cư của mình đang thay cửa sổ, cho đó nó ở đây đó, nó có nhiều xe cần cẩu với cái nhiều chỗ chỗ để như thế này nè cả nhà. Đang mùa thu lá chuyển sang màu đỏ rồi đó. Luca ngủ trong xe hơn 1 tiếng đồng hồ mà không chịu đem con lên nhà ngủ, ở dưới đấy thám 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 thám. Cả nhà thấy bao nhiêu nhiều chuyện không? Mình nói mà mình còn run, mình thấy lạnh. Thôi mình đi vô đây cả nhà ơi. Hello cả nhà ơi, mình nói có sách mắt có chứng nha. Mình đã ở trong giường, nãy giờ mình coi phim hết 2 tập phim là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Cả nhà có nghe giọng của ba Niu đấy không à? Vẫn còn nói, mình ra quay phim xong mình để cho ba Niu biết là trễ rồi đó, nó nhiều rồi đó, đi vô nhà đem con lên đây đi ngủ đi, đem con lên giường cho ngủ thoải mái hơn là ngồi ngủ trong ghế của xe hơi. Mà không, vẫn còn 8 chuyện đấy cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái tốc độ nhiều, cái phải gọi là gì nhỉ, cả nhà thấy cái khả năng nhiều chuyện của ba Niu là như thế nào. Hơn mình có 2 tập phim phim gì đây, nói chung là mẹ ưu ghiền phim hình như cả nhà ai cũng biết rồi. Nhưng mình có 2 tập, 1 tập là 40 phút, là hơn một tiếng gần tiếng rưỡi. Mình ra mình quay xong mình vô mình ngồi mình đọc báo này nọ, hơn 1 tiếng rưỡi rồi mà ba Niu vẫn không có lên nhà. Hôm nay là ba Niu đem con đi qua nội để mà dọn cước mèo này nọ, bởi vì ông bà nội của Luca đi kỳ nghỉ xong rồi thì không có ai ở nhà, thì ba Niu thường thường qua chăm sóc nhà cửa, mèo thì phải thay cức và cho mèo ăn này nọ, thì đem Luca qua theo. Khi đi về thì đi qua đó tầm nửa tiếng rồi, khi đi là chiều rồi, bây giờ là trời đã sắp tối luôn rồi cả nhà. Đi về thì là mình nghe tiếng ba Niu nói chuyện ở dưới thì mình cứ nghĩ là Luca sẽ chạy vòng vòng, tại em không thích đi ra ngoài ấy. Không ngờ đợi lâu mình coi phim xong mình mới để ý là chỉ nghe giọng ba Niu, không có nghe giọng Luca. Đi ra ban công hỏi thì té ra là con ngủ trong xe, mà mình quay clip ở ngoài kia rồi á, mà mình vô trong đây mình đọc hết báo rồi xong mình vẫn còn nghe giọng của ba Niu. Chẳng lẽ bây giờ mình chạy ra, ba Niu đang nói chuyện với hàng xóm ngắt lời thì cũng hơi mất lịch sự. Chẳng lẽ mình chạy ra mình kêu thôi thôi stop được rồi, đi lên nhà đi. Trời ơi, nhiều chuyện thả ớ luôn ý. Wow, quay clip làm kỷ niệm bóc phốt trong tay, nhiều chuyện của mẹ u.